Nói đến Đà Nẵng, người ta thường nhớ đến hình ảnh một thành phố nằm phía nam đèo Hải Vân, tựa lưng vào dãy Trường Sơn cao ngất, phía trước là biển Đông muôn trùng sóng nước. Lịch sử mỗi vùng đất thường gắn liền với những con sông, hay nói cách khác, theo các nhà nghiên cứu, những nền văn minh đều bắt nguồn từ những dòng sông nơi con người định cư. Không nói đâu xa, rất gần với Đà Nẵng, thành phố Huế là nơi có dòng Hương nổi tiếng với danh xưng sông Hương núi Ngự, và Quảng Nam được biết đến với sông Thu Bồn, từng đóng vai trò là thủy lộ và cũng là trục văn hóa xứ Quảng hàng mấy trăm năm. Với thành phố Đà Nẵng cũng vậy, khi nhắc đến, người ta thường lập tức nhớ đến con sông Hàn chảy ngang giữa lòng thành phố. Sông Hàn, con sông mở đầu cho lịch sử hình thành đô thị Đà Nẵng, đã trở thành hương hòa của đất đai xứ sở, và sâu thẳm là một chứng chỉ tâm hồn của người Đà Nẵng. Ngược dòng lịch sử, cách đây vài ba thế kỷ, lúc xứ Đàng Trong ở vào giai đoạn phát triển, mới thấy được vai trò của sông Hàn với lịch sử hình thành đô thị Đà Nẵng. Thời bấy giờ, vào khoảng giữa thế kỷ 16, khi đô thị cổ Hội An dựa vào thủy lộ của con sông Hoài và cửa Đại trở thành trung tâm mua bán sầm uất ở phía Nam, thì Đà Nẵng chỉ đóng vai trò tiền cảng, nơi trung chuyển hàng hóa và tu sửa tàu thuyền là chủ yếu. Đến đầu thế kỷ 18, Đà Nẵng từ vị trí tiền cảng dần dần trở thành thương cảng thay thế Hội An. Đó là giai đoạn kỹ thuật đóng tàu châu Âu phát triển ra đời. Lúc này, các loại tàu thuyền lớn, đáy sâu chỉ phù hợp và dễ dàng ra vào ở cửa vịnh Đà Nẵng. Mốc đánh dấu Đà Nẵng trở thành thương cảng lớn bậc nhất miền Trung là vào năm 1835, khi vua Minh Mạng ra chỉ dụ tàu Tây chỉ được đậu tại cửa Hàn, còn các cửa biển khác không được tới buôn bán. Với chỉ dụ này, chỉ trong thời gian ngắn, Đà Nẵng đã trở thành trung tâm giao lưu mua bán, với sự phát triển của các ngành sửa chữa tàu thuyền, sơ chế nông lâm hải sản, các dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Cửa Hàn là nơi sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng. Với lợi thế cảng nước sâu, tàu thuyền lớn vào ra dễ dàng. Bên cạnh đó, sông Hàn đóng vai trò quan trọng trong việc trung chuyển mua bán các loại hàng hóa. Ngược dòng sông Hàn, thông qua hệ thống sông nhánh chằng chịt, có thể đến với Hội An, tiếp tục ngược dòng Vu Gia hay Thu Bồn là đến được miền Thượng Du Quảng Nam, nơi giàu có tài nguyên và lâm thổ sản. Nhìn trên bản đồ, có thể thấy sông Hàn chỉ là tên gọi của con sông đoạn cuối chảy ngang qua Đà Nẵng theo hướng Bắc Nam. Phía thượng nguồn, từ chiếc cầu đỏ trên quốc lộ 1A trở lên gọi là sông Cầu Đỏ, hợp thành bởi hai con sông, sông Yên và sông Túy Loan. Đoạn từ Cầu Đỏ về xuôi đến Cẩm Lệ gọi là sông Cẩm Lệ. Sông Cẩm Lệ hợp cùng một nhánh sông khác tạo thành ngã ba sông, và từ ngã ba sông này ra đến biển mới có tên gọi sông Hàn. Lịch sử cho thấy, buổi ban đầu mới hình thành làng ấp, cư dân Đà Nẵng đã gắn bó với sông Hàn, với biển. Chính vì thế, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng văn hóa Đà Nẵng cũng như Hội An, về bản chất đó là nền văn hóa cảng thị mà yếu tố biển, yếu tố sông nước là chủ đạo. Riêng ở Đà Nẵng, hàng trăm năm qua, cho đến khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, người dân nơi đây vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa gắn liền với tín ngưỡng dân gian miền biển. Nhiều làng chài dọc ven sông Hàn, dọc ven vùng biển kéo dài từ Nam Ô đến Sơn Trà, dù ngày nay hầu hết đã mang diện mạo phố phường, vẫn còn giữ tục thờ cá ông. Và hàng năm, những ngư dân vẫn tổ chức các lễ hội
trước mỗi mùa đánh bắt thủy hải sản, nhằm cầu mong trời yên bể lặng, cầu mong vụ mùa bội thu, tôm cá đầy ghe. Gắn bó với con sông Hàn, thành phố Đà Nẵng kể từ sau ngày trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Trên nền tảng của một đô thị kiểu phương Tây thời thuộc Pháp, với sự thuận lợi về giao thông và tiềm năng của một vùng đất có đầy đủ các yếu tố núi rừng, sông biển, Đà Nẵng từ một đô thị nhỏ đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa không chỉ ở miền Trung, Tây Nguyên mà còn ở tầm quốc gia và khu vực. Cùng với sự phát triển của Đà Nẵng, sông Hàn ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng trong ý tưởng quy hoạch và không gian kiến trúc của thành phố. Từ con sông Hàn, những trục đường chính, những công trình kiến trúc được tính toán phù hợp, vừa hiện đại nhưng đồng thời không làm mất đi vẻ thơ mộng của dòng sông. Không có nhiều đền đài, lăng tẩm nguy nga, soi bóng như Hương Giang ở Huế, nhưng sông Hàn cũng có những điểm đến thú vị với du khách. Một lợi thế lớn của sông Hàn là chỉ trên đoạn đường ngắn vài 3 km của hai con phố Bạch Đằng và Trần Phú nổi tiếng phía bờ Tây, đã tập trung những di tích lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc cổ hoặc mới xây dựng nhưng đều có nét kiến trúc đặc sắc, gắn liền với không gian thoáng đãng của con sông giữa lòng thành phố. Thành Điện Hải là di tích lịch sử được nhiều người tìm đến. Nguyên trước kia là đồn Điện Hải, được xây dựng gần cửa biển Đà Nẵng vào năm Gia Long thứ 12 năm 1813. 10 năm sau, năm Minh Mạng thứ 4 1823, nhà Nguyễn cho rời về đây đào lũy xây tường bằng gạch kiên cố và đổi tên là Thành Điện Hải. Một thời gian sau, để đề phòng biến cố, tham chi bộ công Nguyễn Công Trứ đã vào xem xét hệ thống phòng thủ ở Đà Nẵng và kiến nghị triều đình nhà Nguyễn tăng cường phòng thủ ở Đà Nẵng. Sau kiến nghị đó, vào năm Thiệu Trị thứ 7 1847, Thành Điện Hải được xây dựng hoàn chỉnh, thiết kế kiểu vâu ban, hình vuông, chu vi gần 600 m, tường thành cao 5 m và xung quanh có hào sâu 3 m. Phía bên trong thành có hành cung, có kho quân lương, kho vũ khí, đạn dược và được trang bị khoảng 30 khẩu thần công xung quanh thành. Thành Điện Hải là di tích quan trọng, ghi lại dấu ấn lịch sử buổi đầu kháng Pháp của nhân dân Đà Nẵng cũng như cả nước. Tại đây, dưới sự chỉ huy mưu lược và quả cảm của danh tướng Nguyễn Tri Phương, quân và dân Đà Nẵng đã đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp giai đoạn 1858-1860 bằng tinh thần quyết tử để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của dân tộc. Tinh thần ấy đã trở thành ngọn lửa truyền thống theo suốt hai cuộc kháng chiến vệ quốc của đất và người xứ Quảng nói riêng, cả dân tộc nói chung, cho đến ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nếu Thành Điện Hải là di tích lịch sử, công trình quân sự của quân dân Đà Nẵng buổi đầu kháng Pháp, thì Bảo tàng Điêu khắc Champa là công trình văn hóa lớn xếp hạng không chỉ ở tầm quốc gia, khu vực mà cả thế giới. Với sự giúp đỡ của Viện Viễn Đông Bắc Cổ ở Hà Nội, Bảo tàng Điêu khắc Champa tại Đà Nẵng chính thức được xây dựng vào năm 1915. Tại khuôn viên bảo tàng hiện trưng bày và lưu giữ khoảng trên 2.000 hiện vật lớn nhỏ. Phần trưng bày có gần 300 hiện vật là những tác phẩm điêu khắc Champa cổ, được chia thành nhiều phòng trưng bày gồm Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫm và các hành lang Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum. Tất cả những hiện vật trưng bày ở Bảo tàng Điêu khắc Champa hầu hết đều là nguyên bản trên 3 loại chất liệu chính là sa thạch, đất nung và đồng nung. Trong đó, chiếm phần lớn là sa thạch có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 15 và thuộc nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau. Với những hiện vật quý hiếm, Bảo tàng Điêu khắc Champa
là nơi lưu giữ các tác phẩm điêu khắc Champa tuyệt vời, là ký ức về quá khứ vàng son của một dân tộc, và cao hơn nữa là kết tinh của lao động nghệ thuật sáng tạo do con người làm ra. Khi tôi đến thăm bảo tàng Chăm, tôi rất hài lòng. Nền văn hóa Chăm rất trừu tượng và bí ẩn. Tôi thấy nét kiến trúc có nét tương đồng với kiến trúc đền tháp ở Campuchia. Đặc biệt khi đến Đà Nẵng, tôi thấy thành phố hiền hòa, người dân rất mến khách. Từ vị trí của thành Điện Hải hay bảo tàng điêu khắc Champa, nhìn về phía đông, con sông Hàn mềm mại như dải lụa vắt ngang giữa lòng thành phố. Có lẽ phong thủy và yếu tố đắc địa của dòng sông đã thu hút trí tưởng tượng của các nhà kiến trúc trong việc tạo dựng một không gian đô thị Đà Nẵng gắn bó với sông Hàn. Những người sống ở Đà Nẵng nhiều thập kỷ trước hẳn chưa quên hình ảnh con đường Bạch Đằng. Mặc dầu nổi tiếng bởi cảnh quan gắn với bờ tây sông Hàn, nhưng đường Bạch Đằng trước đây chỉ là con đường nhỏ hẹp và nước thải thường xuyên ứ đọng. Sau ngày trở thành thành phố trực thuộc trung ương, nhu cầu cải tạo và chỉnh trang đô thị khiến lãnh đạo thành phố, các ngành chức năng tốn không ít thời gian, giấy mực, công sức, và đường Bạch Đằng là một trong những điểm nhấn đầu tiên lọt vào tầm ngắm. Đường Bạch Đằng sau khi cải tạo, nâng cấp được nhiều du khách nhận xét, đó là con đường đẹp không chỉ ở Đà Nẵng mà còn với nhiều đô thị khác trong cả nước. Là đường một chiều rộng rãi và dù có không ít những công trình kiến trúc cao tầng, nhưng hai bên đường vẫn rợp bóng cây xanh. Ngoài ra, phần lề đường và vỉa hè rất rộng, được thiết kế như một công viên nổi ngay trên mặt nước sông Hàn. Với những đường nét uốn lượn, gấp gãy, tùy theo cảnh quan và dòng chảy sông Hàn, phần thiết kế này, ngay từ khi còn là đề án, đã được giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi đề án kiến trúc toàn quốc năm 2004. Cho đến bây giờ, khi đã đưa vào sử dụng nhiều năm, những người từng tham gia thiết kế và xây dựng công trình đường Bạch Đằng vẫn tự hào đã góp sức mình vào việc làm đẹp thành phố, và hẳn nhiên cũng không thể quên vai trò tự nhiên là sự đóng góp thầm lặng của sông Hàn. Xuất phát từ cái ý tưởng của lãnh đạo thành phố là muốn mở rộng cái con đường, đồng thời là mở rộng cái vỉa hè này ra để là làm một cái nơi để cho người dân người ta đi dạo mát, người ta ngắm cảnh. Thì theo cái nhiệm vụ đó thì cái thời đó cái nhóm thiết kế chúng tôi là mình được giao cái nhiệm vụ làm cái phần kiến trúc cảnh quan, là những cái chi tiết kiến trúc như thế nào, cây trồng ra sao, lan can như thế nào, là mình được giao cái nhiệm vụ làm như vậy. Thì sau khi là nhận được nhiệm vụ đó thì cái nhóm mình cũng rất là lo, vì lần đầu tiên tham gia một cái công trình nói chung là rất là quan trọng của thành phố, không những quan trọng mà nó còn ảnh hưởng rất là lớn đối với cả cái tầm nhìn, cái dư luận của xã hội. Thì anh em thì cũng thận trọng trong cái quá trình thiết kế, thì cũng xin ý kiến của rất là nhiều chuyên gia cũng như là tham khảo tài liệu, rồi tất cả những cái đoạn đường này mình làm á, từng đoạn một là mình phải làm từng cái mẫu một để lãnh đạo thành phố họ ra đích thân chọn, từng cái mẫu lan can cũng đích thân chọn. Và cái kết quả là đến hôm nay thì chúng ta thấy chúng ta có cái đường Bạch Đằng rất là rộng rãi, thoải mái. Đà Nẵng thì có đặc biệt là nó có cái dòng sông Hàn nó chia cắt thành phố ra làm hai. Thì bởi vậy là cái dòng sông tự nhiên nó trở thành là một cái giống như cái nội thất của cái đô thị. Do vậy là thành phố rất quan tâm đến kiến trúc cảnh quan của hai bên bờ sông chứ không phải là một. Thì tất cả các công trình hai bên bờ sông này á, nếu mà anh xây dựng cao tầng thì đều phải có sự thống nhất của Hội đồng Nước quy hoạch, thống nhất của Sở Xây dựng trước khi xây dựng. Để trước khi là muốn làm giấy phép xây dựng, anh phải có một cái ý tưởng và được tất cấp thẩm quyền họ thống nhất. Thì họ những cái tiêu chí người ta là phải về hình khối kiến trúc như thế nào, khoảng lùi ra sao, tầng cao và mật độ xây dựng thế nào cho nó hợp lý. Và ngay cả những con đường hai bên sông ấy, thì đều giao cho những kiến trúc sư rất là có kinh nghiệm quản lý.
nhằm tôn thêm và cộng hưởng với vẻ đẹp của sông Hàn, đồng thời giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của thành phố Đà Nẵng với làng nghề mỹ nghệ truyền thống chạm khắc đá non nước Ngũ Hành Sơn. Các ngành chức năng ở thành phố Đà Nẵng đã tạo thêm điểm nhấn trên đường Bạch Đằng, đó là các khu vực vườn tượng. Bên cạnh những chiếc ghế đá xinh xắn, những bộ bàn ghế đá chạm khắc cẩn thận dùng để cách bộ hành nghỉ chân, thấp thoáng phía sau những bồn hoa cây cảnh được trồng tỉa cẩn thận, vườn tượng là nơi được người dân Đà Nẵng và nhiều du khách tìm đến. Các tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ nhiều loại đá khác nhau với nhiều đề tài, phong cách đã khiến người xem không khỏi thán phục trước bàn tay và khối óc của các nghệ nhân. Nằm trong không gian thoáng đãng của mây trời, sông nước, với kích thước vừa phải, những tác phẩm điêu khắc đá trong các vườn tượng thực sự mang lại cảm giác thư giãn, sự hưởng thụ nghệ thuật và thiên nhiên sống động với tất cả mọi người vào lúc nào đó dạo chơi dọc ven sông Hàn. Năm nay mà bố trí được cái tượng, có cái tượng đó ở đây thì rất là đẹp, phải nói rằng rất là đẹp. Và có những cái tượng có rất là có nhiều ý nghĩa trong vấn đề giáo dục cái tình cảm của con người rất là hay. Cho nên là mỗi lần ra đây chúng tôi rất là thích là ngắm nhìn tất cả những cái tượng thế này. Và chỉ mong rằng hàng năm thì cố gắng tổ chức được một vài ba lần thế này thì rất là quý. Vì để cho nhân dân thưởng thức được cái văn nghệ của mình, cái nghệ thuật điêu khắc của thành phố Đà Nẵng. Sông Hàn còn có những giây phút làm du khách mê đắm nữa. Đó là một sông Hàn về đêm khi thành phố lên đèn. Chỉ cần bỏ chút thời gian và tùy vào sự lựa chọn của du khách, những con tàu lớn hoặc những chiếc ghe nhỏ sẽ đưa du khách từ quãng nào đó phía đầu đường Bạch Đằng theo sông Hàn ra cửa biển và ngược lại. Nếu có một sông Hàn của buổi ngày với nhịp sống đô thị ồn ào, thì cũng có một sông Hàn về đêm với khung cảnh tĩnh lặng. Dọc ven đôi bờ, những tòa nhà cao tầng và ánh đèn đường hắt bóng khiến sông Hàn trở thành dải hoa đăng tràn ngập ánh sáng. Theo những chuyến tàu từ sông Hàn ra cửa biển hay ngược lại, du khách sẽ được chứng kiến hình ảnh hai chiếc cầu sông Hàn và Thuận Phước với vẻ đẹp như được chạm khắc bằng ánh sáng. Hình ảnh cầu sông Hàn như chiếc thuyền neo giữa đôi bờ hay cầu Thuận Phước như cánh buồm căng ngang giữa biển sẽ để lại trong lòng du khách những ấn tượng mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, đến Đà Nẵng. Hôm nay được ngồi thuyền dạo chơi trên sông Hàn với tôi là một điều cực kỳ thú vị. Thành phố Đà Nẵng không lớn nhưng rất đẹp, và con sông Hàn mà tôi chứng kiến hôm nay quả thật là một tặng vật của thiên nhiên dành cho thành phố. Không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người cùng đi trong đoàn rất thích dòng sông và thành phố Đà Nẵng buổi tối hôm nay. Hy vọng tôi sẽ còn nhiều dịp quay trở lại. Với tôi, đây là lần thứ hai đến Đà Nẵng. Lần trước, tôi chưa có dịp nhìn ngắm sông Hàn. Hôm nay, tôi đã có dịp làm điều đó. Ở Thái Lan, nhiều thành phố cũng có sông, nhưng không đẹp như sông Hàn. Tôi rất ấn tượng với dòng sông nằm kề cửa biển này. Tận dụng ưu thế của sông Hàn và khoảng không gian đôi bờ với cảnh quan đô thị hài hòa. Vài năm trở lại đây, chính quyền và các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các cuộc thi pháo hoa quốc tế nổi tiếng. Các cuộc thi pháo hoa đã thu hút và quy tụ nhiều quốc gia đến thi tài. Những cuộc thi pháo hoa được tổ chức hàng năm vào dịp tháng 3 kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng đã đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Trên nền nhạc với các giai điệu khác nhau, những màn pháo hoa rực rỡ khiến bầu trời Đà Nẵng trong đêm lễ hội lung linh sắc màu và sông Hàn trở thành dòng sông hoa đăng ngập tràn ánh sáng. Cũng trong những ngày tháng 3 lịch sử, sông Hàn còn là nơi tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống dành cho ngư dân Đà Nẵng và nhiều tỉnh bạn ở duyên hải miền Trung.
con sông lặng lẽ thường ngày bỗng trở nên ồn ào sôi động, khiến niềm vui của người dân trong dịp chào đón ngày giải phóng thành phố như được nhân lên bội phần. Dọc dài theo hành trình xây dựng và phát triển của Đà Nẵng, sông Hàn trở thành chứng nhân cho sự thay đổi ở thành phố cửa biển này. Và ngược lại, với Đà Nẵng, sông Hàn cũng trở thành biểu tượng của thành phố, như là con nước mạnh mẽ chảy từ nguồn ra bể, như là màu xanh của bình yên, hy vọng và cuộc sống tràn trề sinh lực. Ba mươi năm năm sau ngày giải phóng và chỉ hơn một thập niên kể từ khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc cải tạo, nâng cấp đô thị. Trong hành trình xây dựng và phát triển đó, sông Hàn đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị Đà Nẵng, trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân Đà Thành, người dân xứ Quảng nói riêng, mà cả với du khách gần xa. Khi đến Đà Nẵng, tôi thấy thành phố hiền hòa, người dân rất mến khách. Đà Nẵng là thành phố mới và hiện đại, khác nhiều thành phố khác ở Việt Nam. Tôi thấy dòng sông Hàn rất hiền hòa, dễ thương. Tôi ở một khách sạn ngay bên dòng sông Hàn. Đêm nào tôi cũng đi dạo bên dòng sông và tôi rất thích. Khởi đầu cho lịch sử hình thành đô thị Đà Nẵng, với vai trò là thủy lộ huyết mạch, sông Hàn ngày nay đối với thành phố phía nam đèo Hải Vân vẫn giữ vị thế quan trọng. Không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan, không gian đô thị, sông Hàn còn là nguồn nước, nguồn sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường, là điểm du lịch có sức thu hút không kém những con sông nổi tiếng khác ở miền Trung và cả nước. Đã có rất nhiều những sáng tác nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực lấy sông Hàn làm đề tài và nguồn cảm hứng. Nhưng dù có bao nhiêu tác phẩm, với người Đà Nẵng vẫn là chưa đủ. Bởi làm sao có thể nói hết, hiểu hết những gì đã trở thành máu thịt, những gì nằm ở sâu thẳm trái tim. Dù bạn là ai, nếu gặp một người Đà Nẵng, hãy nhìn vào mắt họ, gọi tên hai tiếng sông Hàn, sẽ thấy trong đó những niềm vui như ánh sao. Sau 20 năm xa quê hương Đà Nẵng, thì năm qua tôi về với Đà Nẵng. Tôi đã ở đây và đặc biệt tôi rất là yêu thích đi tản bộ ở bờ sông Hàn. Thì tôi đã nhìn con sông Hàn và thành phố Đà Nẵng vào những cái ngày mưa phùn, mưa bay, cũng như những đêm mà trăng thanh gió mát, thì đôi bờ sông Hàn rất đẹp, có những cái vùng cỏ hoang sơ, vùng heo may. Mà từ đó thì sau này tôi mới viết trong cái bài hát Đà Nẵng Đợi, là nó có những cái câu như bờ mi, bờ gió, bờ biển, bờ môi, bờ sông sao xuyến trăng vàng, soi bóng thuyền mơ sương. Thì ấp ủ viết ca khúc cho Đà Nẵng cũng lâu lắm rồi, và viết ca khúc cho thành phố Đà Nẵng cực kỳ khó. Tôi nhận thấy là điều quan trọng nhất là cần phải có cảm xúc. Thì hơn một năm qua sống với Đà Nẵng, với sông Hàn, thì tôi đã viết xong cái bài hát Đà Nẵng Đợi. Sao em không về Đà Nẵng để nhìn phồn hoa phố xanh, phố vững vàng ngày xưa, phố khang trang bây giờ. Sao em không về mà ngắm lặng lỡ dòng sông uốn quanh, nắng vàng phố xanh như ngọc, ngày sang đông phố trầm dưới mưa phùn.
Nẵng.